Kính thưa quý vị, trở lại với bốn sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump đã ký trong những cái tuần vừa qua, thì trong đó có một sắc lệnh hành pháp đó là sẽ viện trợ từ liên bang khoảng 300 Mỹ Kim một tuần cho những người đang nhận tiền thất nghiệp. Thì ngày hôm nay chúng tôi lại nhận được một bản tin, đó là bà thống đốc của tiểu bang South Dakota là bà Kristi Noem. Bà là một trong những người đồng minh rất là thân cận của Tổng thống Donald Trump. Thì bà đã lên tiếng và bà từ chối cái viện trợ về cái số tiền thất nghiệp cho những cái người dân của tiểu bang South Dakota với cái lý do là hiện tại bây giờ tiểu bang South Dakota đã dần hồi phục lại và cái khoản người mà thất nghiệp nó đã hầu như là gần như là có thể trở lại bình thường và đã recover khoảng 80%, có nghĩa là chỉ khoảng 20% cái số người nhận tiền thất nghiệp vẫn còn đang phải nhận tiền thất nghiệp mà thôi. Và đó là lý do tại sao mà bà Kristi này bà từ chối cái gói viện trợ của bên liên bang vì bà nghĩ là không có cần thiết. Và Tổng thống Donald Trump cũng có lên tiếng và ông nói là bốn cái tiểu bang là Arizona, Iowa, Louisiana và New Mexico sẽ là bốn cái tiểu bang đầu tiên sẽ nhận được cái số tiền viện trợ từ bên liên bang cho những người thất nghiệp. Trở lại với cái vấn đề stimulus check vào cái kỳ trước đây đó, cái lần số 1 đó, có một số gia đình họ vẫn chưa nhận được cái số tiền mà bên liên bang viện trợ là 1.200 Mỹ Kim cho mỗi một người. Và có một số người thì chỉ có cha mẹ nhận được, nhưng mà con cái dependent của mình dưới 18 tuổi lại không nhận được vì lý do là những phụ huynh đó không có khai thuế vào năm 2018 và năm 2019. Thì hiện tại bây giờ sở thuế IRS cũng đã đưa ra thông báo là họ đã bắt đầu mở lại cái vấn đề ghi danh cho những hộ gia đình mà có thể đủ điều kiện để mà nhận cái số tiền viện trợ đó. Và cái ngày ghi danh sẽ được bắt đầu là ngày 15 tây tháng 8 và kéo dài tới ngày 30 tây tháng 9. Và nếu mà quý vị vẫn chưa nhận được những cái số tiền viện trợ từ bên liên bang, cái gói mà 1.200 Mỹ Kim cho mỗi một người, thì quý vị có thể lên cái website của irs.gov và điền vào cái đơn gọi là non-filer 2, có nghĩa là những người này là những người chưa có khai thuế bao giờ, thì chúng ta cần phải điền cái đơn đó để báo cho sở thuế biết là trong hộ gia đình của mình có những cái người có thể đủ điều kiện. Và sau khi mà mình điền cái đơn đó thì sở thuế sẽ xem xét và sẽ gửi cái số tiền đó cho mình vào khoảng đầu tháng 10. Nhưng mà sở thuế IRS cũng có khuyến cáo mọi người là cần phải làm cái công việc này trước cái ngày 15 tây tháng 10, vì nếu như mà sau cái ngày 15 tây tháng 10 thì quý vị phải đợi cho đến sang năm, khi mà mình khai thuế năm 2020 thì mình mới có thể nhận được cái số tiền đó theo cái dạng là tax return credit, chứ không phải là giống như là sở thuế sẽ gửi tiền về giống như là những cái người trước đây.